nay thọ ông chưa chi phí giấc nguyện ái cần tôn thọ thiên định sắc hạ cha phong ngã hiệu viết tự đà la ni để lão bác đã xuống thai tố mặt cây bồ đề hạ cửa lại tay sắc đỏ mây lên đến chiều non hãy quê quả đem về cúng phật hôm nay sao buồn dạ lòng muốn hạ chiều non vì cảnh y đang hạ xuống chiều non ngõ là đạp giải thay thiên phủ hồi rất động mà thừa ơi đây Yeah.
đâu quý vị mà thành tốt đáng nhẹ nhoi.